Cô mời các con cùng bước vào tiết học âm nhạc ngày hôm nay. Tiết 9, ôn tập bài hát Trên ngựa ta phi nhanh. Tập đọc nhạc số 2, Nắng vàng. Chúng ta cùng bước vào nội dung thứ nhất. Ôn tập bài hát Trên ngựa ta phi nhanh, nhạc và lời phong nhã. Cô mời các con cùng lắng nghe lại giai điệu và lời ca của bài hát. Các con sẽ ôn lại lời ca theo nhạc đệm nào? Ở lần hát này, các con sẽ hát kết hợp gõ đệm theo nhịp. Các con nhớ vỗ tay vào những chữ cô đã đánh dấu X màu vàng. Các con tiếp tục luyện tập hát kết hợp gõ đệm theo nhịp. Nhưng ở lần này, cô trò mình sẽ cùng tạo sắc thái cho bài hát bằng cách chúng ta sẽ hát nảy chữ, hát nhấn mạnh một chút vào những chữ mà cô đã đánh dấu X màu vàng. Cô ví dụ này. Trên đường gập ghềnh, ngựa phi nhanh 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 nhanh. Chúng ta cùng luyện tập cách hát lĩnh sướng hòa thanh. Cô phân công một bạn nam và một bạn nữ sẽ hát lĩnh sướng. Bạn nam hát phần chữ trắng, bạn nữ hát phần chữ màu vàng, còn phần chữ màu hồng thì cả lớp sẽ hòa giọng cùng hai bạn nhé. Xin mời các con cùng thực hiện.
Ở nhà, các con hãy mời anh chị em và bố mẹ cùng luyện tập phần hát Lĩnh Xứ Hòa Thanh này nhé. Biết đâu, gia đình con sẽ có một bản hợp ca tuyệt vời. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong nội dung 1, ôn tập bài hát Trên ngựa ta phi nhanh, nhạc và lời phong nhã. Cô cho mình cùng chuyển sang nội dung thứ 2, tập đọc nhạc số 2, Nắng Vàng. Các con hãy quan sát bài tập đọc nhạc và cho cô biết bài tập đọc nhạc viết ở nhịp mấy. Các con đã có câu trả lời chưa? Câu trả lời đúng đó là bài tập đọc nhạc số 2 viết ở nhịp 24. Trong bài có sử dụng những nốt nhạc nào? Trong bài đã sử dụng nốt đô, rê, mi và son. Trong bài có những hình nốt nhạc nào? Chắc các con đã nhận ra trong bài sử dụng hình nốt đen và nốt trắng. Còn một câu hỏi nữa đó là bài tập đọc nhạc có mấy ô nhịp? Bài tập đọc nhạc có 8 ô nhịp. Đó cũng chính là câu trả lời của các con đúng không? Đây chính là âm hình tiết tấu của bài. Cô mời các con cùng luyện tập. Cô nhắc lại, ở phần luyện tập này chúng ta sẽ gõ theo miệng đọc. Miệng đọc nhanh, tay vỗ nhanh. Miệng dừng, tay dừng. Các con sẽ mở tay ở phần ngân dài của nốt trắng. Chúng ta bắt đầu thực hiện nào. Đen, 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 trắng. Các con thực hiện thêm một lần nữa. Hai, ba. Đen, 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 trắng. Các con cùng bước sang luyện tập gõ phách. Các con nhớ nhé, ở nhịp 24 giá trị một phách bằng một nốt đen. Nốt trắng bằng hai nốt đen. Vậy ở nốt trắng chúng ta sẽ vỗ hai phách. Các con nhớ chưa? Chúng ta bắt đầu thực hiện. Đen, 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 trắng. Các con thực hiện lại một lần nữa. Hai, ba. Đen, 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 trắng. Các con đã được tìm hiểu bài, được luyện tập gõ tiết tấu, gõ phách. Bây giờ cô cho mình cùng bước vào phần luyện tập tổng hợp, đó là đọc tên nốt nhạc kết hợp gõ phách. Các con hãy lắng nghe cô thực hiện mẫu. Đồ, son, mi, đồ, rê, son, mi. Đồ, son, mi, đồ, rê, mi, đồ. Các con cùng thực hiện với cô nhé. Hai, ba. Đồ, son, mi, đồ, rê, son, mi. Đồ, son, mi, đồ, rê, mi, đồ. Để chuẩn bị bước vào bài tập đọc nhạc cho tốt, chúng ta sẽ cùng luyện cao độ. Các con chú ý đọc các nốt đồ, rê, mi, son đi lên và đi xuống. Chúng ta bắt đầu nhé. Đồ rê sau phần tìm hiểu bài và chuẩn bị bài rất kỹ, cô tin các con đã sẵn sàng để bước vào bài tập đọc nhạc rồi đấy. Cô cho mình bắt đầu với câu 1 nhé. Các con nhớ vỗ một phách vào nốt đen và hai phách ở nốt trắng. Nếu bạn nào chưa chắc thì hãy nhìn vào ký hiệu bàn tay mà cô đã gắn ở trên bảng. Mời các con lắng nghe và nhẩm theo câu mẫu. Các con nghe lại lần 2. Các con bắt đầu đọc nào. 2, 3. Đọc lại một lần nữa nào các con. 2, 3.
Chúng ta cùng bước sang câu 2. Các con lắng nghe câu mẫu và nhớ gõ phách, đọc nhẩm theo nhé. Các con nghe lại lần 2. Các con bắt đầu đọc nào. 2, 3. Đọc lại một lần nữa nào các con. 2, 3. Các con đã đọc xong câu 1, câu 2. Bây giờ chúng ta sẽ đọc ghép cả bài nhé. Các con đọc nhẩm và gõ theo câu đàn mẫu. Các con bắt đầu đọc nào. 2, 3. Đọc lại một lần nữa nào các con. 2, 3. Các con biết không, qua phần đọc nhạc, các con đã hát được giai điệu của bài Nắng Vàng rồi đấy. Bây giờ các con hãy ghép lời ca cho giai điệu này nhé. Để ghép lời ca cho bài đọc nhạc được hay và có nhạc cảm, chúng ta sẽ cùng luyện tập theo cách sau. Ở lần 1, các con sẽ mím môi và ngân nga theo giai điệu. Chúng ta sẽ hát lời ca ở lần 2. Cô mời các con cùng luyện tập. Luyện tập vừa rồi có làm khó các con không? Cô tin là các con đều làm được đấy. Bây giờ các con sẽ thực hiện theo đúng yêu cầu của bài. Lần 1, các con sẽ đọc cao độ kết hợp gõ phách. Lần 2, các con sẽ ghép lời ca kết hợp gõ phách. Các con đã nắm được chưa? Mời các con cùng thực hiện. Các con vừa thực hiện xong nội dung học tiết 9, ôn tập bài hát Trên ngựa ta phi nhanh, nhạc và lời phong nhã, tập đọc nhạc số 2, Nắng vàng. Ở nhà các con nhớ tập biểu diễn bài hát Trên ngựa ta phi nhanh kết hợp vận động minh họa và ôn tập đọc nhạc số 2, Nắng vàng kết hợp gõ đệm theo phách, ghép lời ca. Giờ học đến đây là kết thúc rồi. Cô thân ái chào các con.